Trẻ biếng ăn, quấy khóc, mách mẹ 4 giải pháp hữu dụng. Biếng ăn hay chán ăn được coi là tình trạng trẻ từ chối ăn hoặc không hứng thú với việc ăn uống hay ăn quá chậm, không có cảm giác thèm ăn. Tình trạng này được biểu hiện bởi nhiều nguyên nhân khác nhau và cũng có thể do bệnh lý hay tâm lý. Xác định nguyên nhân trẻ 4 tuổi biếng ăn có thể giúp cha mẹ tìm được giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng này. Một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng này cho trẻ có thể do biếng ăn do tâm lý, đây là nguyên nhân phụ thuộc vào thái độ cũng như thực hành chăm sóc trẻ của cha mẹ. Nếu cha mẹ luôn quát mắng hoặc ép buộc trẻ trong những bữa ăn và những món ăn trẻ không thích khiến cho trẻ cảm thấy áp lực mỗi khi thực hiện bữa ăn của mình, lâu dần sẽ khiến cho bé 4 tuổi lười ăn và dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ. Biếng ăn khi trẻ gặp phải các vấn đề về sức khỏe như nhiệt miệng hoặc các bệnh về hô hấp, ho, sốt, viêm họng, hoặc các bệnh về tiêu hóa, đầy bụng khó tiêu, tiêu chảy, táo bón. Biếng ăn cũng có thể bắt nguồn từ những thói quen xấu như trẻ chơi điện tử hay xem TV khi ăn hoặc ăn thì hay ngậm và ít nhai. Tình trạng trẻ biếng ăn sẽ gây ra tình trạng bé kém hấp thu, suy dinh dưỡng hay tệ hơn là suy giảm hệ miễn dịch khiến cha mẹ lo lắng. Mẹ nên làm gì khi trẻ biếng ăn? Hãy cùng đi tìm giải pháp giúp bé ăn ngon trở lại trong video sau. Thứ nhất, tạo không khí vui vẻ trong mỗi bữa ăn. Hãy cố gắng cho trẻ ăn trong vui vẻ, tránh những cảm xúc tiêu cực thái quá dẫn đến việc quát mắng trẻ. Bên cạnh đó, hãy tạo lịch trình để cả gia đình có thể tham gia bữa ăn cùng nhau. Không chỉ tăng cường mối quan hệ gia đình mà còn là cơ hội để trẻ học hỏi từ cách người lớn ăn uống. Thứ hai, chú ý đến dinh dưỡng của các thực phẩm. Phụ huynh hãy đảm bảo thực đơn đa dạng, cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Ngoài ra, hãy sử dụng nhiều loại thực phẩm và kết hợp để tạo ra bữa ăn hấp dẫn, nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau để kích thích sự tò mò của trẻ. Thứ ba, lên lịch trình ăn đều đặn. Hãy giúp bé đặt lịch trình ăn đều đặn giúp trẻ xây dựng thói quen. Ăn vào cùng thời điểm mỗi ngày giúp cơ thể và tâm hồn của trẻ chuẩn bị tốt hơn cho việc ăn uống. Thứ tư, khám phá sở thích ăn của trẻ. Trẻ nhỏ ở độ tuổi này thường thích thú với việc khám phá thế giới xung quanh. Trong bữa ăn hàng ngày, các bé có thể phát triển sở thích ăn thông qua việc thưởng thức các hương vị mới và thử những loại thực phẩm khác nhau. Tránh áp đặt trẻ phải ăn nếu bé không muốn. Áp đặt có thể làm tăng áp lực và tạo ra tâm lý phản kháng, khiến trẻ trở nên khó chịu hơn và giảm sự thèm ăn. Cha mẹ cần nhớ, quá trình thay đổi thói quen ăn của trẻ có thể mất thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Điều quan trọng là duy trì sự linh hoạt và thử nghiệm nhiều phương pháp để xem phương tiện nào là phù hợp nhất với trẻ.